Rồi hôm nay dẫn anh trai Hàn Quốc đi độ khảo sát thị trường xe máy SH2021. Wow, đẹp dữ ta. Vô thấy đứng ngay trước đây luôn rồi. Wow, đây là SH2021 luôn á hả? 4 mẫu luôn. À, 4 màu luôn. Ồ, màu đẹp quá ha. Ủa, cái này là SH2021 luôn hả em? Cái này là bản mới nhất nha. Bản mới về luôn hả chị? Đẹp quá. Màu này là màu xám. Màu này là màu đỏ hả? Màu đỏ màu đỏ. Cho nên em hồi xem. Ờ. Chứ không phải là anh đã. Quay về cho anh mới ngồi. Quay với Trình em đang mua xe nha. Không phải là anh quay cho anh. Wow. Quá đẹp, quá đẹp. Hiếu màu này hả Hiếu? Sao màu trắng này quá đẹp không? Màu ngồi lên cái màu trắng này thử coi. 150 ABS à? À, cái này là 150 ABS hả? Hay là nó có 4 màu vậy luôn á hả? Dạ đúng rồi. Trắng, đen, đỏ với lại xám lông chuột đúng không? Cái thằng này nó có khác gì với lại cái thằng mà 2020 không ta? Bản 2020 dạ, bản 2020 rồi nó khác so hoàn toàn hết rồi. Từ thiết kế cho đến chức năng luôn. Ôi, động cơ thì nó là 150-125, nhưng mà động cơ nó sử dụng rồi là 4 van. Còn động cơ của 2020 nó chỉ 2 van thôi. Nó khác động nhau. Động cơ ASB cộng nhà thứ hai là tổng thể được khác nhau hết, nó từ thiết kế cho đến ESP cộng là 2020 đã có cộng rồi. 4 van này là 4 van. À, 4 van à. Có nghĩa là nó sẽ êm hơn đúng không? Động cơ là thay thế. Đó là cái máy. Cái đó là máy rồi nó còn khác cái gì nữa không ta? Anh thấy là hệ thống đèn LED. Mấy đầu nhìn là thấy không thấy khác. Hả? Mặt nhìn vào tổng thể nhưng mà phải thấy khác so với đời trước. Đời trước là đèn pha mà đèn quá nằm ở trên cái này. Còn bây giờ nó đã di chuyển xuống đây. Đây là chỉ là giải đèn LED thôi. Còn nếu mà đời 2020 nó là trên này, nó là cái cụm đèn pha. Nó hai tầng. 2020 mà nó cũng là đưa cái đèn pha xuống dưới rồi mà. Anh tại vì đầu năm vừa rồi là anh mua chiếc lông chuột đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nó không phải là đèn dưới này à. Nó vẫn là ở trên này à. Hình như là nó nhỏ hơn phải không? Nó nhỏ xíu nè. Nhỏ xíu à. Cái này là to hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái giấy đèn LED 2 tầng. Thiết kế nó vẫn như vậy nhưng mà cái đèn LED chuyển xuống này. Hoàn toàn là LED hết đúng không? Nó còn khác gì nữa không nữa? 2020 là thấy hình như là cái đèn trên đây là nó hơi khác, đèn định vị ban ngày nè. Nó lớn hơn. Định vị LED còn kia, định vị LED nằm ở dưới. Cái gì hai bên. Này ABS. ABS mà nó không có để cái chữ cái của thằng Nissin hay là gì đó, cái heo dầu nè. Này là heo dầu của ai vậy? Nissin hồi đó nó có cái chữ ngay chỗ này. ABS. Màu trắng này nhìn ok không? Anh mua xe là bên chọn phiên bản nào? Anh tư vấn cho mình hài lòng. 125 màu nào anh ạ? Màu trắng CVS. Chọn cũng phải có bộ không bay vậy. Rồi thấy cái màu đen nó cũng ok Hiếu. Đen nhìn ngầu. Đen nhìn ngầu chứ. Ê, thử ngồi lên chiếc màu đen coi. Tao thấy màu đen nó ok á. Áo màu đen nó nhìn bóng lửa. Hiếu thử thả chân xuống coi.
Cao mét mấy? Cái này nó chống đứng mà. Không sao, cao mét mấy à? Mét 75 không? 75 mà chống đứng mà thả cái chân xuống luôn là ok lắm. Này thuộc dạng quá cao luôn rồi. Ê, màu đen tao thấy cũng ok hơn á. Nhìn nó mạnh mẽ. Và thử chiếc màu đỏ rồi. Ê, cái màu đỏ này là như là nó đã thay đổi cái mặt nạ đây nè. Không, mặt nạ này mặt nạ khác nè. Mặt nạ truyền thống của nó là mặt nạ này. Còn cái này là nó giả giống như cái lốc. Lốc mà thông gió. Cái này là như phải đổi luôn nè. Đổi qua anh kia. Ê, màu đỏ cũng được á. Tôi thấy ngồi chiếc nào cũng được vậy. Thôi qua đây qua thử luôn chiếc này luôn coi. Thôi không lẽ giờ mua luôn. Không thấy ấn tượng là cái màu đen. Hiếu hình như là ngồi cái màu đen là ok. ASD cộng. Mấy cái nút định vị trên đây thì cũng hình như không có gì thay đổi ha. Idling stop. Nút điều hướng. Nút qua mặt. Machine. Không, nó có cái khác vậy nè Hiếu. Không có biển số chạy về tới nên không được đâu. Ủa, em không có giấy đi đường hả? Không, em không có chấp nhận gì đó. Nếu mà đủ bộ hồ sơ để đi đường là sẽ bao gồm đăng kiểm, hóa đơn đầy đủ hết. Nhưng bên em là chưa có được cái đó. Có chứ. Hả? À. Nhưng em sẽ giao cho dịch vụ để làm biển số cho mình. Còn nếu mà dự cái đó là mình tự đi làm biển số. Những khách mà tự đi làm biển số em giao bộ hồ sơ thì khách chạy đi đâu cũng được. Thì thôi bây giờ vậy đi. Ví dụ như là chỗ cháu thì nó muốn là kiểu như là sau khi nhận ghe về á, ví dụ có thể nó chạy vòng vòng nó thử xe là một, cái thứ hai á, khi mà em làm bản số nó lên đây nó gửi lại xe để mình chạy về đó làm bản số được không? Nhưng mà vẫn nhanh đúng không? Vẫn đúng ngày đúng không? Ý là bên em vẫn hẹn là từ 10 đến 15 ngày. Mà em hẹn ở dưới em bấm đồ đúng không? Đúng rồi, một là người nhà của anh ra bấm được mang được. Hai là em khi mà xếp xe á thì không cho anh chạy về. Nhưng mà nếu mà đeo biển số đen có thể lấy nó ở dưới được không? Hay là để nó cửa hàng này đấy? Không, có nghĩa là ví dụ như bên đây á, lên xe tải nó chạy về á, thì khi mà có thể lấy xe và lấy biển số ở dưới. Ở dưới. Với điều kiện anh không nợ và dịch vụ sẽ thông báo với anh. À. Ví dụ bên ở dưới nó bấm số xong ra rồi là con về dưới con chơi luôn. Lấy xe luôn xong chạy lên đây. Kiểu sẽ phải gọi cho bên đây khỏi chạy lên. Đó là ví dụ như là khách mua mạch đây thì sẽ được nợ khoảng 5 đến 7 triệu rồi chị lấy biển số. Ok ok. Trả góp thì bình thường là mọi người cũng thích nhau ở dưới đó đó. Tại vì trả góp lấy cà vẹt. Nhưng mà nếu mà không đi giới hạn cho cà vẹt cho anh thì cũng ok thôi. Có thể nói dịch vụ giao cho anh thì cũng ok. Chứ là mình không giữ lại gì của cửa hàng thì em sẽ giao cho nó được. Mình trả tiếp 50% là được lấy cà vẹt gốc luôn. Đúng rồi, nhưng mà khi mà cà vẹt về là em phải giao cho HD. HD bên đây là phải có công chứng rồi mới giao cho anh. Ok, cà vẹt thì bao lâu? Cà vẹt thì nó còn nhiêu ngày nó tốt hơn. Cũng 30 ngày luôn đó, là khoảng 28 ngày nữa là trừ 2 ngày không kịp luôn á. Khoảng 18 ngày nữa. 18 ngày là đúng ngay mùng 1 á. 28. Không là trừ lại 22 ngày 29 với mùng 1 còn khoảng 28 ngày nhưng mà sẽ không nhận hồ sơ là khoảng ngày khoảng còn 23 ngày. Thì nói chung là bây giờ hiện tại bán khách xe mà giao cho bên đây mà đi về đây nên là Hiếu cũng phải đi về tại là đây là người bấm số đúng không? Hay là bên hãng em bấm số? Ý là bình thường tụi em sẽ tự bấm. À tự bấm. Ngẫu nhiên hả? Cái biển số ngẫu nhiên mình cũng không chọn không mua được gì hết. Được không? Thích về tự bấm đúng không? Với lại cũng muốn mọi người nào chạy xe cũng về lấy con nào
hộ khẩu thì nếu mà anh không về thì anh không cần phải đem ra, ví dụ như em liên hệ người nhà của anh xong rồi. Ok, đem. Rồi. Chứ không cần phải là đích thân là người đứng tên hay gì hết. Ví dụ người nhà anh đem ra mà người nhà anh không có. Anh đưa trước 44.600.000 anh. Tính có cái phương án nào tối ưu nhất? Nếu 15 đây mà cho vay như vậy á, thì tối đa là bao nhiêu tháng em? Dạ, thấp bên thấp đây là tối đa là 24 tháng ạ. Ờ, không vay 24 tháng. Dạ, 24 tháng thì sợ nó dài lại nó sẽ cao. À, đi lại. Nghĩa là thấp nhất là 12 tháng hả? Dạ. Ngoài cái này ra còn cái chương trình gì khác? Dạ, có là tại vì hiện tại là tất cả tụi em chạy lên cái thấp cho mình đó là cái này là kiểu như hay hay góp mấy chỗ khác đó là kiểu như là cái tháng cuối cùng góp á đóng có gì không? Dạ có, hiện tại không có gì đâu. Tức là giảm tùy vào tháng đóng, cái tháng nó giảm được là 1 triệu, có khi giảm 5 trăm, nói chung là tùy thôi. Nhưng mà nó giờ vào cuối cái lần thì đóng hay là cuối tháng cuối cùng. Sao mình biết được là nó có giảm hay không? Là lúc mà tụi em đăng hồ sơ xong nó sẽ lại. Em cái lãi suất mà ví dụ như anh này anh đang vay vậy thì lãi suất gọi bao nhiêu tính như thế nào đó? Để em tính lại. À, cái này nó tính là 1.37. 1.37 là 1 tháng đó hả? Nó là 1 năm, 1 tháng. Đúng rồi, 1 tháng. Dạ, còn 1 năm là tới 3.37. Có nghĩa là 1 tháng là 1.37. Dạ đúng rồi. Nếu mà tính ra nguyên năm thì nó là bao nhiêu? 3.7, nguyên năm là tính ra 3.7. Ủa sao? 3.7 lãi đó. Lãi trên tiền lợi tài loại. Ờ. Hả? Các cà vẹt gốc cho mình. Ờ. Cà vẹt gốc. Thường bên em là cà vẹt photo khi đóng xong để cho mình cà vẹt gốc. Còn trong tiền tay đó là mình cà vẹt photo. Hồ sơ thủ tục nhanh không? Dạ, tầm nếu mà anh chưa có bên em á thì tầm khoảng 20 phút. Còn mà có hồ sơ bên em thì tầm khoảng. Nào thì chọn màu trắng rồi đúng không? Giờ cho hỏi lại một lần nữa kỹ nè, thích màu nào thật sự luôn á, hỏi lại một lần nữa đó. Cũng màu trắng luôn hả? Cái đó hợp tuổi thích thật sự. Thật sự đó. Nhưng mà nếu mà nhìn mà đúng ấy là màu đen mới ngầu. Đen mới ngầu. Coi kỹ lại coi cái mạng là màu gì, cái mạng là màu gì. À, chút để hỏi bên này. Ai nhìn lên đây cười cái coi. Nhất quyết là màu trắng đúng không? Ê, không phải là con bồ mày thích màu trắng chứ hả? Không, không thích. Thiệt không? Nó không có tác động vô đúng không? Con ok. Lâu rồi, tại kia ra mình đi giữa hai hàng xe. Cười cho nó hiếu. Sao nãy mua thì vui, giờ đưa tiền ra mặt nhăn. Cười. Phụ kiện có cái gì em cứ kể ra anh nghe đi. Ồ, thảm nè. Nano là hũ nano hả? Ồ, cái đó hay á. Nano không, nó xịt cái keo đó lên là để chống chày á. Hay còn cái gì nữa ta? Thảm là phải lấy nè. Nano tính vậy là bao nhiêu chứ? Còn 1.500.000 nữa hả? Rồi còn lấy tiền dư mình làm cái gì? Được, tiền dư lấy ra nhậu, lấy được thì lấy ra nhậu, đổi ra bia nha. Yếu. Ủa mà nó là dễ cho đổi ra bia. Ok. Cho lên sống luôn Tết này. Ê, mua xong cái khác là mua gì nữa Hiếu?
xong rồi, bây giờ chuẩn bị đưa em về Vinh thôi. Tập sắp tới là Hiếu này là nó sẽ review cận cảnh.